Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình gặp phá tới cái đầu tiên nha. Taxi Sim 2020. Let's go. Wow, ngoài trời thì đang mưa. Rồi, và tiếp tục đi tìm kiếm khách xem có khách nào không. Đây rồi, rất nhiều khách luôn. Mình sẽ chờ một cô gái. Hello. I love your car. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ hai, ở Fresh Edge. Let's go. Thank you.
Rồi, let's go. Và đây là một tựa game đỗ xe. Tựa game này chơi cũng khá là thú vị các bạn nhé. Các bạn có thể đóng lắp và chơi. Khó hơn đó là một xe chở hàng. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ tư, Review Restrict. Thank you.
Các bạn cùng mình khám phá tới game thứ 5 nhá. Need for Speed Most Wanted. Ở Fire 18,
Ok. CR Rising 2. Đây là một tựa game khá là hot trong và hay trong những tháng vừa qua. Let's go. We'll be right back.
Okay, right now. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Need for Speed. No Limits. Let's go. Ok, sang tới cái tiếp theo. Thank you.
So fictional. Let's go. OK, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Ở Fresh này. Let's go. Tựa game này thì nó vào hơi chậm một chút, cho nên khi vào game này các bạn phải đợi một chút nhá. Đây là một tựa game cũng khá là lặng. Và bản ở Fresh này khá đẹp. Bản này thì các bạn cũng không cần phải điều khiển như bảng Earthfrost Edge. Đó là các bạn hầu như nó là auto. Vào đây. Let's go. Himalaya. Các bạn vào hành là thời gian. So, let's go. Rush Rariba. Oh,
Ok, có 3, 12 phút 26. Rồi, và mình sẽ sang tựa tiếp theo. F1 một mình. Đây là một tựa game đua xe công thức 1. Let's go. Let's go. Ok, mình sẽ phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.